是吧？是的。这个太漂亮了。对啊。哇。Tú xin chào tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của gia đình Tú Nguyễn chia sẻ về cuộc sống ở Tân Cương, Trung Quốc. Hôm nay thì hai vợ chồng Tú đang trên đường đi leo núi để đi tìm cây thuốc á cả nhà. Giống như mỗi năm thì khoảng tầm tháng 5, tháng 6 là vào mùa mình đi tìm cây nhục thun dung ở trên núi. Hôm nay thì đi đến đây nó có hai cái ngã đường rẽ ra như thế này. Mà không biết trời xui khiến hay sao đó, cây chồng Tú rẽ sang con đường này ở phía bên tay phải. Anh nói là năm ngoái á, như cả nhà có theo dõi thì cũng biết là Tú đi đào được một ít tích dương với lại nhục thung dung. Và theo mặc định của chồng Tú thì cái cây nó rất là quý hiếm, cho nên là năm ngoái những ngọn núi nào mà nó có rồi á thì nhất định năm nay sẽ không tìm được. Thế là Tú nghe theo ý chồng và bây giờ anh chọn một cái con đường. Trời ơi, cái đường này nó rất là khó đi luôn cả nhà ơi. Tại vì cái ngọn núi này anh cũng chưa từng đến á, cho nên là anh không có biết đường đi. Đường ở trên này nó rất là dốc luôn cả nhà, và phải lái xe thật là khéo, nếu không thì rất là dễ bị lật xe. Trong lúc đi thì có gặp một người, người ta đi thả cừu á, chồng Tú mới hỏi đường đi và được người ta chỉ. Những người thả cừu ở trên này á, người ta rất là giàu luôn rồi nha. Một con cừu như vậy là khoảng từ 2 đến 3 nghìn nhân dân tệ, thì khoảng tầm 7-8 triệu á. Đó, một nhà người ta thả quá trời cừu. Cái này là tính tiền tỷ luôn rồi nha. Nuôi cừu trên này thì giàu nhưng mà cũng rất là cực ha mọi người. Ở trên núi á, hồi trước á, chồng Tú kể là vì xa quá, vận chuyển còn nhiều khó khăn á. Ở trên này họ không có nước để mà uống luôn, cũng không có sóng điện thoại. Họ phải uống sữa cừu. Cừu nó ăn cỏ xong rồi nó tiết ra sữa, rồi người ta trực tiếp uống sữa cừu luôn, người ta không có uống nước. Sau một thời gian dài đi xe thì bây giờ vợ chồng Tú cũng đã chuẩn bị đi leo lên mấy cái ngọn núi này để tìm cả nhà. Trên này gió to quá, Tú sợ Tú nói mọi người nghe không có rõ. Chồng Tú thì hiện vẫn đang tìm đường đi đến cái ngọn núi mà nó khô á thì mới có nhục thung dung được. Chào mấy anh, đi chào tao luôn mà. Mấy yêu, mấy yêu, sao mà tôi mấy yêu. Nó sang bên là sao nè? Nó sang bên. 那边没有，那边就是那边的山过不去了。那我们怎么过呢？不行，就从那边那个路过。哦，太远了吧？黄色那个山那儿。黄色那个没是没草呀。黄色没草，它没草，它肯定没有呀。就是有一点绿的嘞。Vẫn chưa tìm được ngọn núi có nhục thung dung này nha. Hôm nay là đi rất là nhiều luôn, rất là xa luôn á, nhưng mà tìm không có. Nhưng mà hai vợ chồng Tú cũng rất là quyết tâm. Mình đi ngọn núi này không có thì mình đi ngọn núi khác. Nhưng mà những cái đoạn đường này nó rất là dốc luôn rồi nha. Mình đi phải thật sự là rất là khiếu luôn. Đi mà không cẩn thận nó rất là dễ bị lăn xuống. Và chồng Tú nói là nếu mà em lỡ cho em lăn xuống là chỉ có chết thôi. Tại vì lúc đó Tú đang cầm điện thoại á, Tú muốn ghi lại cái cảnh đi leo núi như thế nào cho mọi người xem á. Cho nên là chồng Tú hù Tú như vậy. Chứ nói xong rồi anh cũng quay lại, anh cầm tay anh dẫn Tú qua. Ở trên cao thì sợ té cho nên tụi mình cứ men theo những cái đường như thế này tụi mình đi. Bên đây còn có mấy con cừu nữa. Nó nhớ đường về nhà rất là giỏi luôn cả nhà ơi. Người ta cứ thả nó đi vậy đó. Nó ăn ngọn núi này đến ngọn núi khác. Rồi tối cái nó tự, nó tìm đường nó về nhà. Rất là giỏi luôn. Nhưng mà chồng tôi nói là những nơi nào mà có cừu thì nó sẽ không thể nào tìm được rô thùng rũng. Bởi vì con cừu nó ăn hết à? Phải tìm những ngọn núi mà cừu nó không có đi qua đó. Nó không đi qua thì nó không ăn mà mới tìm được. Chứ còn cừu nó đi ngang qua, nó thấy mấy cái cây thuốc đó là nó ăn hết á. Mình sẽ không thể nào mà thu được đâu. Cừu nó kêu, bây giờ là tiếp tục đi tiếp.
Nãy giờ trèo không biết bao nhiêu ngọn núi rồi. Hai vợ chồng Tú đi cả ngày hôm nay nhưng mà một cây nhục thông dung cũng không tìm ra, thế là quyết định là về nhà để hôm sau đi tiếp. Tại vì nó không về là trời tối, ở lại trên núi rất là nguy hiểm, cho nên là đã bỏ cuộc. Và hôm nay thì sau một tuần kể từ cái ngày đầu tiên rồi mình đi tìm không có, thì hai vợ chồng Tú lại tiếp tục đi lên núi. Nhưng mà lần này tụi mình là chọn quay lại cái con đường cũ mà năm ngoái tụi mình đi á. Tại vì cả nhà nhớ năm trước tụi mình có đào một khóm tích dương nhưng mà còn chừa lại một ít á, cho nên là bây giờ tụi mình quay lại thử xem là nó có mọc lên hay không. Hôm nay là một ngày rất là đẹp và Tú hy vọng là mình sẽ có một chút may mắn. Như ở Việt Nam thì bây giờ đang rất là nóng, nhưng mà ở Tân Cương chỗ Tú thì sau một thời gian mùa đông á thì bây giờ thời tiết đã bắt đầu ấm lên. Cả nhà ơi, thì đây là buổi sáng. Những ngày tiếp theo tụi mình đợi khoảng một tuần rồi á, thì hôm nay có thời gian tụi mình lại đi leo lên núi để mà tiếp tục đi tìm cây nhục thông dung cả nhà. Đây là cái con đường tụi Tú chuẩn bị đi lên lên núi này. Đây là cái dòng nước. Cả nhà biết nước này ở từ đâu không? Tại vì mùa đông á cả nhà, mùa đông rơi tuyết rất là nhiều á ở trên đỉnh núi á. Bây giờ mùa hè, chuẩn bị vào mùa hè rồi. Thời tiết nó nóng lên thì nước nó ở trên núi nó sẽ nóng và nó chảy, từ tuyết nó tan ra cả nhà, tuyết tan ra và nó sẽ theo cái dòng nước chảy trên đỉnh núi chảy xuống chân núi như thế này. Nhiệt độ hôm nay thì ở bên ngoài khoảng tầm 22 23 độ C cả nhà, chảy thành dòng xuống như vậy. Cái dòng nước này anh nhìn vậy thôi nhưng mà nó rất là nhiều khoáng chất ha. Không biết chồng Tú đi đâu rồi. Đây, ảnh ở trước kia. Cái đoạn này giống như là cái đợt mà hồi hồi năm ngoái tôi đi mà tôi tìm được cái cây tích dương á nha. Nhìn khá giống à. Lão công, sư phụ sư trước cái phát thì chiếu của mình lấy và chùa giáng nè. Nó khả năng sư khả năng sư giáng chứ là bà. Có khả năng, ta yếu yếu rừng vá đó hóa, ta sư thủ thơ bế sản, ta sư khăn đó yếu yếu rừng vá. Ồ. Ta sư mấy yếu, yếu khả năng giáng khăn đó hồng hồng đó chứ đeo là. Ồ. Chứ tại chứ khoa, chứ tại chứ khoa, chứ tại.那就现在就去走，慢慢找吧。去别的地方看看有没有肉苁蓉。苁蓉肯定有。锁阳那个很少见的。锁阳太那个啥了，太贵了是吧？少。太少了。但是你要找到一个啊，就能挖出一堆来。对。你看。要么就是找不到，要么一找就你找到一块，它不像哦，那个花花开的真好看。哪个花？哦，那个小黄花。要是找到一个，它下面就有一大堆。那从容那个就你找到一个，它就是一个。对。看看那几个那个树那有没有？你在下面找，从容要到山上面找。哦，是那样子啊。哦，不一样，从那个锁阳它。喜欢那样湿的地方，从容喜欢干的地方哦，不一样。要找锁找从容就得从山上走，要找锁阳就从山下面走。那就现在找上面看看有没有锁阳，那锁阳很难找啊。哇，不太好找。走。这个俺得丢开个烟了，感觉哎，咋了？锁阳吗？这个地方，哎，这条路太好了，每次来都好喜欢，是吧？在哪呢？哦，大红头，看到没有？那就是，这是以前我们挖的呀。对啊，因为刘坤是，就是的。以前我们挖的地方，我们都翻过地方，这没翻呀，这。就是的，这是以前我们挖过的。
不是吧？是的。哎，老公，你不是说他好几年才长出来吗？以前我们就挖了一点点呀，好多没挖下来了。然后因为去年有一些它没长出来，这不这两天下雨了吗？它就长出来了。哦，不应该全挖，应该留一半，挖一半然后留一半，第二年它就还长出来。哦，如果全挖了，那就等好多年了，就得。你要哦，就它就没有根了，所以它长不出来是吧？长得很慢的。对。Đây là cái nấm tích dương này cả nhà ơi. Đó, năm ngoái thì tụi mình đi đào á, xong rồi có giữ lại một ít đấy. Bây giờ nó có cái rễ, cái gốc ở dưới, cho nên là năm nay á thời tiết thuận lợi á, gặp trời mưa nữa này cả nhà, xong rồi thời tiết này nó ấm lên, bắt đầu nó mọc lên này cả nhà. Chồng tú bây giờ bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thay nán tớ là thay nán tớ. Mỗi lần gặp cái cây này ông đâu à? Ông rất là ít khi chụp hình nha cả nhà, nhưng mà mỗi lần gặp mấy cái cây thuốc này là ông lấy điện thoại ông chụp hình. Trước biến chú mấy dù dạng hay Giống như dạng chi qua Thay dù bà trước xưa đúng xưa tôi chưa là Khả năng dạng hay mấy đào trở lại Tuy Hiện tại của mình Vá y bàr bà Vá y bàr 的话留一半看明年的话这边能不能再多长一些可以我们就想把这几个大的挖上好这个最大嘛好好吧好Cây nấm tích dương này thì nó thường được tìm thấy ở những ngọn núi ở Tân Cương này. Và mình nhìn như thế này á, ở bên trên nó thì nó mọc một tí xíu thôi, nhưng mà cái lớp, cái phần thân với phần rễ của nó đâm rất là sâu ở dưới cả nhà. Mình đào là phải đào ở dọc biên biên như vậy nè. Mình đào xuống sâu xuống là nó kéo rất là dài luôn. Và mình lấy cả cái rễ và cái cây của nó luôn để mình về mình làm thuốc ha. Chồng Tú á, mỗi năm ảnh đều đi tìm cây này với lại cái cây nhục thung nhung á. Ảnh đào rất là cẩn thận, lấy nguyên cả cái rễ của nó. Đây là cái phần năm ngoái mình là bị khô đi đi cả nhà. Đây là cái phần mà hôm mà mình quay cái video mà tụi mình không có nhổ hết á, thì những cái phần đó nó qua một năm nó bắt đầu khô, mình không có sử dụng được. Thay vào đó thì cái phần rễ nó lại dành dinh dưỡng để nó nuôi cho những cái cây này, là năm nay nó mọc lên này. Còn những cái cây mà hôm trước mình để lại thì bây giờ nó già rồi, không có sử dụng được nữa. Là cô này có thể ta cho chia sẻ một chút cái sổ dạng là có sổ công năng thôi bà. Sổ dạng chủ yếu là đối với đàn ông là nói là trọng dạng, bổ sung, thí thần, cái này. 特别是年纪稍微大一点的，像我这样子，小伙子就不用吃了啊。年纪大一点的，像三十多、三十五以上的，嗯，吃完了以后就感觉自己的精神也比较好，身体也好一些。哦，二十多岁小伙子他本来身体就好，就不需要吃这种东西。嗯，那时候还年轻是吧？对，年轻，年轻精力旺盛嘛。我看呢，这是我老公的经常喝的这个锁阳呢，就对身体男人特别好。这个根就留到里面了，这是根儿。根留到里面去，明年还长。对。chồng tú á, hồi trẻ á thì còn nhiều sức khỏe á, thì không nói cả nhà. Mà đến cái thời điểm mà khoảng từ 35-40 tuổi á, giờ cũng giống như tú cũng vậy, nên là mọi người đến cái độ tuổi này thì rất là quan trọng đến sức khỏe của mình, rất là chú ý đến sức khỏe của mình. Bây giờ là có những cái dược liệu này, nhất là những cái loại thuốc mà nó mọc tự nhiên như thế này này cả nhà, thì dùng rất là tốt luôn. Ảnh những năm gần đây á, ảnh thường xuyên, rất là thường xuyên uống nhục thung dung với lại uống cái cây tích dương này. Nhiều cô chú hỏi Tú mua á, nhưng mà Tú hỏi ý chồng Tú thì chồng Tú nói là có ít thôi, cho nên là mình để nhà dùng thôi cả nhà. Thực sự cây này thì nó không có nhiều cả nhà, may mắn lắm thì gia đình Tú mới tìm được á. Phơi khô xong rồi mình dùng dần thôi. Cây này á, thì ở Tân Cương thì Tú không thấy bán, nhưng mà cây nhục thung dung á
thì Tú cũng có thấy bán. Nhưng mà nhục thung dung họ bán là loại mà họ trồng á, nhân tạo á, cho nên nó cũng sẽ không có tốt bằng cái cây nhục thung dung mà hai vợ chồng Tú tự đi đào ở trên sa mạc ở trên này. Lẻ được cân. Ừ. Cửa. Tôi khá là xa miền dịp bị xong miền là ta hảo ta ấy. Ừ. Xa miền就是大一点。嗯。再给你，倒。这个粗。嗯。这下面这么粗。cái cổ của nó, cái cổ của nó rất là bự luôn. 这个留到下面去吧。嗯，也可以把那个根留着呢。这个。嗯。chồng tôi nói lấy cái rễ của nó lắp lại để sang năm.你看这是它的根，看到没？哦。它的根不知道连在旁边哪一个草上，吃别的草的营养。哦。这根不知道连在哪个草，应该估计是那个草。哦。啊、嗯，你看它往那边。它的根那么长啊？它就在地里面找那个哪有草的营养，它就这样子粘到别的草上，哎对，就像这个样子，粘到别的草上吸别的草的营养，就那样。Cây này gọi là cây ký sinh, sống ký sinh cả nhà. Cái rễ của nó sẽ bám vào cái rễ của cây khác để mà nó hút chất dinh dưỡng. Cho nên là chồng tôi mới nói là cái rễ này nó có thể là nó sẽ hút những cái rễ của những cái cây ở trên kia này, hút dinh dưỡng của những cái rễ cây đó, xong rồi nó mới nuôi cái cây của mình. Nó là cây ký sinh nè cả nhà, cũng như cây nhục thung dung vậy đó. Ở chỗ nào mà có rễ của những cái cây cỏ khác thì mình mới tìm được nó. Nó sống là dựa vào những cái cây cỏ khác. 那估计啊，我猜的这几个可能连了别的草。嗯。因为它的根不在这儿。哦。哎，这还有半个呢，但是半个还没长出来呢。我们就拿这几个。拿几个半个。今年呢，不多啊，也对，今年也不太长，可能是有一点早就。哦，可能是我们以前我们挖过一次，所以，啊，现在它没有以前的大。哎，những cái cây năm nay là nó không có được được dài như cây năm ngoái này cả nhà, tại vì năm ngoái mình có đi nhổ một lần rồi á. 你看，这个连了别的草，你看。哦。看到没有？哦，看到了。它的根。đây cả nhà, đây đây là rễ của những cái cây cỏ khác này, còn đây là cái rễ của nó này, nó bám vô cái rễ của cây khác này. 连了别的草，吸别的草的营养。哦，对。我看到了，哎，đây là những cái rễ của những cái cây cỏ khác。看来这两个是另外一个根。啊。对，就不拿了。啊，不拿。哎呦，这还劲儿还挺大的，弄的，拔不动了。把它抬。啊，看到没有？对。看到了，啊，đây là những cái rễ của những cái cây cỏ này, cả nhà nó rất là cứng,这个是刚才那个。rất là sâu luôn。特别大的那个，嗯，这个是刚才这两个。đó rồi nó bắt đầu mới bám vô cái rễ cây này, nó hút cái dinh dưỡng của cây này rồi nó sống rồi nó mọc lên. 嗯，这两个应该是别的，这几个不知道。嗯。好了，这几个不要。对，嗯，不要，就先放了。我们拿这几，啊，对。năm nay nó ít cho nên tụi mình cũng. 看到又挖，把这几个挖掉。看他自己的命运。啊，他运气好，他就看到呀。Mình sẽ đi leo núi. Cái cây này nó chỉ mọc ở dưới núi thôi cả nhà. Rồi bây giờ leo núi để tìm cái nhục thung dung ha. Hoặc là hiện tại của mình chưa phá sang là chỉ chảo rồi thung dung chưa. Xiao Ran, 你知道这个是什么吗？这是啥呢？这个是骆驼丝，骆驼特别喜欢吃的。骆驼啊？啊。哎，都是丝啊，它咋治呢？骆驼嘴里面有刺，所以它不怕刺。哦。嗯，它喜欢吃这个叶子，还有这个花。这个花我们也可以吃，是甜的。嗯，就治那个什么，便秘。哦。嗯，吃了这个就不便秘了，但是炒鸡蛋挺好吃，我妈挺喜欢吃的。这个啊？嗯，等会儿我们先挖从容去，回来以后我们再摘吧，哦、摘一点给我妈。哦，好。嗯。找到了。哦，肉松茸吗？啊。哦。
đã tìm thấy cây nhục thông dung đầu tiên rồi cả nhà ơi. Nếu mà khoai就找到了. Hôm nay vận khí không? Hôm nay vận khí. Đúng không? Ồ, thấy được rồi. Thấy được rồi. Ừ. Có màu xanh xanh. Ừ. Ồ, có lẽ từ đây cả nhà ơi, cây nhục thông dung đầu tiên. Nó nở hoa màu tím như thế này cả nhà. Đây cũng là cây ký sinh hả? Nhưng mà cái này ở trong rừng không tốt để đào. Nhi dùng cái cái thủ thao đi. Ồ. Nó cũng ăn, nó cái cây cũng giống như cây, cũng ăn cái cây. Nó cái cây cũng giống như cái cây, cái cây bên trong dinh dưỡng. Đúng. Xem trông nó dáng như to hay nhỏ. Hoa nở thì cũng được. Đúng, cũng khá đẹp. Chứ không biết bên trong có bao nhiêu to hiện tại. Đầu tiên mà, mở ra xem xem. Cả nhà nhớ năm ngoái tụi mình đi mà đất nó khô đến nỗi mà cái xẻng nó bị gãy luôn à nha. Năm nay á là đất nó đỡ hơn tại vì mới cách đây hình như hôm qua không chưa. Chúa thế là sao dừa là lâu rồi. Chúa thế sao lý kiến nhỉ? Ừ. Số gì xin lại được thủ bút thay càng sư bà? Hãy sư càng. Nên là gì đối với cái cái gì đó nên là gọi là gì? Gì thán mà. Đối với gì bị thán là nói cái nên là sư thay sâu. Đi ra gì đi chuẩn chuẩn nó sân xa chứ mà. 去年我们拿那个铲子，然后太干土太干，它就断了，挖不挖不了了。哦，一个肉虫肉。对，今年长得挺大的。对，还可以。Năm nay thì rút kinh nghiệm cho nên là chồng tú đã thiết kế một cái cây xẻng rất là chắc chắn luôn à nha. Ồ, đó là khỉ gì nè. Trồng ở sườn núi. Nhưng mà cái sườn rất là lớn luôn.小心啊！那mọc mà những cái cây này nó có gai cả nhà, gai đâm rất là đau luôn, phải đeo bao tay vào. Ô, rất là khỉ nè. Cây này thì cái hoa nó nhú có một tí xíu thôi nhưng mà, ô, mình vô chảo tao lì cửa đó. Hậu khoai à? Đó, hoa nhú một tí xíu nhưng mà phần rễ, phần thân ở bên dưới á, nó rất là dài ha mọi người. Đó, nhìn giống như là củ nhân sâm á.Nên là người Tân Cương còn gọi nó là cây nhân sâm của sa mạc. Nãy giờ lên ngọn núi này thì tụi tú đào được khoảng tầm là 6-7 cây vậy đó. Đó. Hết ngọn núi rồi. Nhưng một ngọn núi này đào được 7 cây. Thì bây giờ sẽ tiếp tục đi qua ngọn núi khác. Đi leo núi á, thì nói chung là cũng mệt đấy cả nhà. Nhưng mà...mình đi tìm thuốc thì rất là ô là gôn trời ổn nữa à chồng tôi đi qua bỏ qua cây này mất ảnh không thấy mình đi tìm thuốc cho nên là mình rất là ham luôn cái này 就一不小心就就错过了对因为它紫色它很难找那颜色不是很鲜艳嗯不是很亮所以不仔细看看不出来对nó mọc như vậy là rất là khó tìm nha mọi người mà phải đợi tới khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7 là nó mới ra hoa thì mình còn có một chút xíu mình còn tìm được chứ không có hoa là xem như là không tìm được luôn á đó cái này anh biết là gì không? Cái này thực ra là bên này có trồng cái hoa này gọi là hoa hướng dương. Của mình bên này có à? Có, đây là hoa. Ồ. Cái này là hoa nhưng cũng có thể ăn nó. Bên này gọi là lẩu hoa xoàn.哦，可能长的环境不一样，它味道也不一样。这个下面有一个大大的根，我给你挖开，你看一下。好。哦，这边的土还行，不太干。这其实是一种花，这个也可以在家里面种。哦，现在还没长花是吧？要么长了被羊吃了吧？谁知道？你看这下面有个这个，这是它的根，也可以吃。吃的跟、哦、跟花生味道差不多，这个哦，它有跟那个、嗯、那个葱一样的，哎，就吃这个，这个、可以吃跟花生米差不多味道。哦、你要把它皮剥掉是吧？对啊，要把上面的皮剥了，皮有点硬，不能吃。这个也就也治病了吗？还是治了完的这个？治完了这个是。哦。这个不治病。
跟这个也小葱啊、小大蒜一样呗。啊，长得跟小葱的那个根差不多。哦。但是它没有小葱的味道，它就是花生的味道。哦。你听这个声音，听。哦，很脆哎。甜的。水多哎。水多，特别甜。挺解渴的。你挺好吃的，水多。还行，吃着玩可以。哦，就是有一点像花生味儿，感觉有点像花生，嗯，但是比花生水多。嗯，cái này em cũng ngon cả nhà, nhưng mà đào nó nhỏ quá cho nên là đào ăn nhiều thì nó hơi bị cực á. Tôi mới biết thêm một cái cây nữa trên này có thể ăn được. Cái vị thì giống như là đậu phộng.Nhưng mà ăn thì nó mát và nó có nhiều nước giống như là củ đậu vậy đó. Quá xuất xuyên chứ gì cơ đậu. Đâu có phân nào ra thì mình bao nhiêu. Hổ. Cảm chứa thiếng hổ chứ rồi. Giống như mình và chỉ có hồi lại cái của báo chứ. Ô, trời ơi, ai. Trái cơ bú yêu bú bị tầng hồi trả cái của báo chứ.Đây, đào cái này đem về cho bảo bảo anh thử được á. Tha hảo chẳng ý chứ không ai mấy chứ quật rồi à. Được à. Ô. Ô, chấm đỏ cơ. Ô. Chấm đỏ hảo đua à. Chấm đỏ sáng. Sáng cơ à. Ê, chấm đỏ sáng ý chán là cơ. Hôm nay yêu trắng cho lại lẻo cơ. Ô. Ô, chấm đỏ. Đây, đi phan cho, ô, lưu cây bảo bảo chứ. Chấm đỏ. Ừ. Đem về cho bảo bảo anh. Ừm, đem về cho bảo bảo anh. Ừm, đem về cho bảo bảo anh. Ừm, đem về c Bây giờ mình sẽ hái hoa này về cho mẹ chồng mình ha. Cả nhà xem ở đây nó còn mấy con ong. Nó đi hút mật hoa cả nhà. Cây này nó rất là gai, gai nhiều lắm. Hoa của nó này cả nhà. Cái này phải đeo bao tay vào.Cái cây hoa này là bây giờ nó vừa mới nở cho nên là cái hoa nó rất là đẹp. Vừa mới nở. Mình mà đến muộn một tí nữa là nó nở hết rồi là mình cũng không hái được cái hoa này đâu. Đó mọi người. Hoa nhìn cũng hơi giống như gì. Hoa kiểu tôi thấy hơi giống bông điên điển ở miền Tây phải không ạ nha. Màu vàng rất là đẹp.Nhà thấy núi ở đây có đẹp không? Ở đây có mấy ngọn núi nó có màu đỏ, có mấy ngọn núi thì màu xanh rồi màu xám. Tại vì dựa theo cái loại đất nó khác nhau á mọi người. Nhưng mà phần lớn nó có đặc điểm chung là nó rất là khô.Mấy ngọn núi ở đây nó rất là dốc luôn ha. Ồ, đất nó khô. Đất nó khô vô cảnh luôn. Người ở đây ha, người ta hàng ngày người ta đi leo núi, người ta đi thả cừu cả nhà. Người ta leo người ta không biết mệtNâng sang mà. Đường này khó lên đó. Hả? Ồ. Lên đó chỗ này nó thơm mùi ngải cứu hay mùi nó thơm thơm.
Nhưng mà cái đoạn đường này rất là khó leo lên người nhà ơi. Chỗ này quá đẹp rồi. Đúng rồi. Wow. Chỗ này quá đẹp rồi. Wow. 嗯，那个小的我们就拿大了，哦，好漂亮。多了，太多了，你看，这一个那一个那一堆，那是山上还有几个？哇，太多了，太多，我靠，那还有一个，太多太多了，我天，看到没有那个？我看到了。太多了，我操！太多了。Cả nhà ơi, vợ chồng Tú tìm ra rất là nhiều tích dương luôn này cả nhà. Mà đây là những tích dương hồi trước tụi Tú tìm không thấy nè. Bây giờ nó mới bắt đầu mọc này cả nhà ơi. Đây, mọi người xem. Đất nó... Thì đất nó rất là cứng. Nhưng mà nó mọc lên như thế này nè. Wow. Hôm nay rất là may mắn chồng Tú đi tìm. Đi tìm rất là nhiều luôn. Đây. Đây còn một cái nữa nè. Xong rồi á. Thì chỗ này, nếu mà cái này nó chưa lớn rồi cả nhà. Nếu mà nó lớn lên là nó đâm lên rất là nhiều luôn á. Đó. Rồi bên này cũng có. Wow. Mấy cái này đều là mới nhú lên thôi cả nhà ơi. Đó. Bên này cũng có nữa. Wow. Hầu thú á. Xong rồi cái này là đoạn trên này cũng có nữa nè. Thủ hình in à, thay vì khơi trắng trụ lại. Trịnh đa. Ừ. Thái tùa là. Thái tùa là. Duyên chi thái hào là. Mấy cái cây này á, bị đất nó đè cho nên là nó mọc không có thẳng cả nhà. Đất nó nặng quá cho nên là nó cong cong vèo vèo. Ồ. Đây còn tươi cho nên nó rất là nặng luôn. Chỗ này thì vợ chồng Tú thì cũng lấy mấy cây to này cả nhà. Rồi mấy cái cây còn nhỏ nhỏ này. Nó còn chỗ là nó mới nhú hết cả nhà. Đó, mấy bên này là mình đắp lắp cái đất lên để mà nó giữ tiếp tục nó lên tiếp. Cả nhà ơi, thì bây giờ là khoảng 2 giờ chiều rồi cả nhà. Bây giờ thì hai vợ chồng Tú bắt đầu đi chuẩn bị đi về nhà này cả nhà ơi. Hôm nay thì tụi Tú đào đi hái được bao nhiêu đây này hà cả nhà. Đầu tiên là nhục thung dung á, rất là khó tìm cả nhà ơi, đi mấy ngọn núi luôn nhưng mà tụi Tú tìm cũng bao nhiêu đây cũng ít à, khoảng cỡ tầm mười mấy cây á cả nhà. Xong rồi đây là hoa đây đem về cho mẹ chồng của Tú ha. Hoa này rất là đẹp luôn. Rồi hôm nay chiến lợi phẩm nhiều nhất này là tích dương rồi cả nhà, rất là nhiều luôn. Rất là may mắn, cái này là chồng Tú rất là ưng luôn. Anh thích cái này nhất mà lại tìm được rất là nhiều luôn. Cảm giác như thế nào là hôm nay, lão công? Khai, bất chợ. Bất chợ à? Bất chợ, bất chợ. Chứ là vào đó sổ giang, hẳn khai sinh à? Khai, bất chợ. Vá được tìm được. Một ngày rất là mệt nhưng mà tìm được đồ nên rất là vui cả nhà ơi. Nó. Chứ của mình bố mai rồi chỉ liệu. Cái này thì tính ra tiền thì cũng nhiều á, nhưng mà nhà Tú thì tự dùng tự uống chứ không có bán cho người ta. Cái này rất là quý rồi nha. Có tiền thì mình cũng không có thể nào tìm được nó tự nhiên như là mình đi đào như thế này. Đó. Vậy thì video ngày hôm nay á của Tú cũng xin dừng ở đây ha cả nhà. Xin cảm ơn tất cả ông bà cô chú và anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp cả nhà trong những clip tiếp theo. Tạm biệt.